ăn chiều 1. Bắt đầu. Đây à? Đây luôn, đây luôn. Yeah.
sân chủ nhà mà không chụp sân nữa thì thôi. Sân chủ nhà nó lợi thế cực kỳ về sân chủ nhà đấy. Lợi thế nhiều chứ. Được, bỏ qua luôn. Giơ cái tay lên cũng được. Cái này nó phải thao tác hết. Quen. Cái này là bên cô giáo phải dạy các cháu ta đeo con quà nhá. Lỗi này là lỗi bên trường cấp 1. Lỗi này là lỗi bên trường cấp 1. Chứ mà là tại con cháu đâu. Cô Thu có biết thắt đâu, chấp thắt vào bất phải. Lỗi này là lỗi cấp 1. Đây là kiểm tra cấp 1. Có cấp 2, đây cả cấp 2. Nhặt mũ lên đã. Mũ rơi kìa, không nhận. Không, các anh chị vừa trách này. Trách con nhà mũ đi. Ôi trời. Con gái thì phải chấp nhận thôi, có gì đâu, cái đó không sao cả. Thắt luôn cả búi tóc bí mà cũng được. Đội vào em ơi, đội cho cái cháu vào. Đội vào đội hình nó đẹp. Đội hình nó đẹp em ơi. Chủ nhà ra tay. Không phải, mới cả nhìn đội hình chung nó rơi được phép nhặt mà có gì đâu. Cái là không có lỗi. Rơi mũ. Nhặt nên đội không có lỗi. Tháo văn quàng mà các cháu chưa tháo được là lỗi của cấp 1, cấp 2. Cô hiệu trưởng ạ. Cháu học lớp 6 đấy. Phần thi tri đoàn công an trưởng 1 đã kết thúc. Đây là đồng chí tri đoàn trưởng cho các đội viên của mình về vị trí tập kết. Xin chào vỗ tay đến từ tất cả mọi người.